xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Em Thương Gỗ Quý nhé. Thì ngay lúc này đây thì Em Thương xin phép được giới thiệu và giao lưu với mọi người bốn cây cẩm này. Vân thì rất là đẹp luôn, hàng đông đặc luôn các bác nhé, hàng đông đặc luôn. Bốn cây đây thì nặng 23 kg các bác nhé, 23 kg. Rồi em sẽ đi vào kích thước từng khúc một cho mọi người này. Khúc đầu tiên đây mọi người nha, khúc đầu tiên đây là khúc nhỏ nhất này, khúc đây là được 80 phân này các bác này, dài 80, vân rất đẹp luôn. Đường kính thì một chiều 7 phân 8, một chiều 7 phân 8 còn một chiều được 7 phân. Lên đến đây là nhỏ này. Nhỏ thì cái đầu đây là được 5 phân mọi người. Đầu đây được 5 phân. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Vân là rất là ok. Đấy, vân rất xuất sắc. Rồi khúc thứ hai. Khúc thứ hai đây là có chiều dài là được 87 mọi người này. Chỗ này là to hơn rất nhiều này, nhưng mà em lấy nhỏ nhất được 9 này. Đây đo cái này cho nó chuẩn mọi người nhá. Một chiều 9 phân này. Một chiều 8 phân rưỡi này. Rất là đẹp luôn mọi người này. Vân nhìn mê luôn. Quá đẹp. Sự là vân quá là ok luôn mọi người nhé. Rồi đầu này, đầu đây là một chiều được 8 phân, chiều này được 7 phân rưỡi mọi người nhé. Vân này rất đẹp luôn, sự vân nhìn rất là mê luôn mọi người. Đây còn khúc đây, khúc thứ ba mọi người này. Khúc thứ ba này là dài được 89 phân 5. Rồi kích thước đầu đây ạ, một chiều này là được 8 phân. Và một chiều này là 8 phân nữa. Đấy. Đây vân đây mọi người này, đẹp chưa? Tương đối thẳng xẻ vô tư mọi người nhé. Tinh lõi luôn. Cục đây là nó có bị nứt tim một xíu mọi người này. Nhưng mà xẻ thì nó quá là ok rồi mọi người ạ. Xẻ quá đẹp. Đó là một chiều đây này, đã được 8 phân rưỡi, gọi 8 phân đi. Một chiều này được 10 phân mọi người nhé. 8 phân và 10 phân. Đây mọi người thấy không? Vân nó quá đẹp luôn mọi người, nhìn mê luôn. Rồi ạ, khúc thứ tư ạ. Khúc thứ tư này à. Có chiều dài là được 56 mọi người này, 56 đi. Đây vân đây mọi người này. Khúc này là được 12 này. 12 10 mọi người ạ, 12 10 đầu này nhá. 56 phân. Đầu đây thì mỏng hơn rồi, đầu đây mỏng hơn mọi người. Đầu đây thì một chiều được 11 này. Một chiều được 8 thôi. Đây đục tiện xẻ cũng đều ok mọi người nhé, đông đặc tinh lõi luôn. Vân này quá đẹp rồi anh chưa động. Mọi người thấy không, vân quá đẹp luôn. Dạ vâng, anh chú bạn nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em số điện thoại 0338918991 nha. Vân nó quá đẹp luôn anh chú bạn. Rồi em cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em ạ.